Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ những vấn đề về cây dừa của chính khu vườn của mình. Lâu ngày, cả 1-2 tháng rồi, cái chủ quan và mình nhìn thấy chúng bị bọ dừa, bị kiến gương, bị đuông tấn công, rất là thương xót. Rồi xuất hiện cái rầy trắng. Thì người ta dùng phấn kiến, bột phấn kiến đã trị được bọ dừa, bỏ vào cứ 2 tháng bỏ một lần, thì lúc đó là bọ dừa không còn nữa, cây lá xanh tốt. Ta dùng thuốc trừ sâu để ta trị kiến gương với đuông dừa, nhìn thấy đó, chủ quan là bị đầu tiên nhất là cái bọn bọ dừa nó tấn công. Khi mà cây lớn, chúng ta lên trên ngọn, chúng ta thấy được các vấn đề. Cứ nhìn dưới gốc là tưởng nó tốt, chứ mà không phải. Đó. Còn bò, đây là con bọ dừa. Bí nhỏ nhưng mà phá tàn bào. Lúc cây còn nhỏ thì mình dễ dàng bỏ phân kiến vào, thì cây không vấn đề gì hết. Cây xanh tốt, rất là mượt. Cứ 2 tháng ta bỏ phân kiến vào một lần. Cây lớn hơn thì ta bỏ bột phân kiến vào, ta bỏ bột. Hoặc bỏ viên cũng được. Một viên ta bể làm 4-5 lần ta bỏ. Khi mà bọ dừa tấn công vào cây rồi kiến gương nữa, thì xuất hiện những cái loại bệnh mới, rầy trắng, và cây là không phát triển được. Ta coi trên lá bị úa, ta lên trên cây ta xem và ta bỏ phân kiến, rồi bỏ thuốc sâu và dặn hạt vào. Đơn giản vậy thôi, chúng ta cứ yên tâm, không cây nó không có chết đâu. Khi bỏ một thời gian sau cây nó sẽ ổn, nhưng mà tốt nhất là cứ 2 tháng ta bỏ một lần thì đảm bảo là không có bị cây gì tấn công hết. Đây là do mình chủ quan. Cứ nghĩ là cây nó lớn thì nó đủ sức nó vượt qua, nhưng mà không phải, nó âm thầm bị. Đầu tiên nhất là cái con bọ dừa vào hít cây ở khi lá non cũng hơi chắc, là cây là không phát triển ở trên ngọn. Lúc đầu bị thì mình cũng lo, nhưng mà sau khi mà dùng những phương pháp này rồi thì mình thấy là hiệu quả. Và cũng bị mấy lần chứ không phải là một lần. Cái chủ quan là bị, không theo dõi là bị. Nên là tốt nhất là cứ 2 tháng chúng ta bỏ phân kiến và bỏ thuốc trừ sâu dạng hạt vào ngọn, thì lúc này thì đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hy vọng rằng những chia sẻ này thì giúp các bạn bớt được lo lắng khi gặp các trường hợp
và tìm ra cách trị của cái bọ dừa, của đun dừa và của cái loại kiến vương. Chúc các bạn sức khỏe. Nếu các bạn mà thấy video có sự hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh giúp mình nhé.